Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình Hero Game. Và hôm nay thì chúng ta có một màn video boss thế giới với cái tên gọi là Ma Vương xâm nhập. Trong cái màn này chúng ta sẽ nhận được đặc biệt đó là một cây vũ khí cho bosser hoặc là những con nào xài sát thương phạm vi nhiều và cần death boost nhiều, đó là cây trưởng người nhiều, và cũng như là chúng ta sẽ có thêm được 100 đá. Ok, đối với màn này thì ban đầu mình vô mình xem map thì mình sẽ nghĩ là trong đầu là phải cần có hai con phép, ba con vật lý kèm theo mỗi cái con heal, nói chung thì là ổn rồi, cần nhiều đó thôi, không cần thiết phải xài tăng nha các bạn. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui trong team man á, cái con mà đánh đơn vật lý, đánh đơn phép á, thì chỉ có mình con ra trò là nó ăn chơi được thôi, còn những cái con khác á, thì nó yếu quá. Với lại dọn lễ giác bao giờ và quýnh lưỡi hái thì cũng được thôi, nói chung thì cũng được. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có hai quái nhỏ, một con thì nó sẽ có một cái lớp da ma thủ khá là thấp, đó là con bên trái thì chúng ta sẽ đánh bằng sát thương phép cho nó dễ on hit, còn con bên phải thì nó sẽ có một cái lượng thủ khá là thấp nên chúng ta sẽ sử dụng bằng sát thương vật lý để cho nó dễ on hit con này bên đây. Thì khi mà các bạn đánh xong hai con này, nó sẽ để làm cái địa hình, con bên trái thì địa hình sẽ giảm sát thương vật lý, con bên phải để lại địa hình giảm sát thương ma pháp, và cũng đồng thời là sẽ tăng 100% theo cái tương ứng các bạn. Còn bên trái thì giảm vật lý thì sẽ tăng vật lý, giảm 90% luôn á, 90% sát thương, rồi tăng ra 100% sát thương luôn. Ok, thì các bạn sẽ đứng ở trong cái ô, những cái ô xung quanh đó để mà đánh boss. Rồi trong màn này chúng ta cần có một những cái con có cái khả năng là di chuyển linh hoạt, hoặc là di chuyển linh hoạt là có nghĩa là đánh xong là cũng có thể là dư lực di chuyển thêm, hoặc là đánh xong mà đi được như như là lay on đó bạn, đánh xong mà được di chuyển lại ba ô đó, đó kiểu vậy. Là với lại sẽ xài những cái con có cái khả năng xa như đánh hai ô, đánh ba ô, đánh ba ô thì để ở cái vị trí sau đó, nó cũng có thể là gây đam được các bạn, gây đam được, và cũng như là góp phần tích chồng chồng những cái lớp của con boss này lên mà nhiều nhất có thể. Helena mình đánh xong đó, thì cũng gây ra con boss này ba lớp rồi. Rồi ok, thì bây giờ boss nó sẽ xài cái skill thứ hai, thì mình sẽ gom team qua bên trái để đỡ cái skill vật lý này, và qua tuần sau thì mình sẽ gom team qua bên phải để đỡ cái sát thương ma pháp. Ok, thì bây giờ nó đánh không chết rồi đó, nhưng mà đứng ở ngoài nha, đứng ở ngoài khỏi cái phạm vi của cái hiệu ứng này nha, thì chúng ta sẽ bị lên đường, chỉ có mỗi mình con Zulea nó có nhiều mạng nó sống nổi thôi, chứ không có con nào mà sống nổi á, mình cảm nhận vậy luôn các bạn. Rồi khi mà đem qua đây thì man cũng sắp một cái team cũng giống như cái ban đầu các bạn, để cho khỏi bỡ ngỡ. Ai nhiều khi chạy ngược lại thì nó sẽ bị hụt ô, và cũng như là tránh cái trường hợp đi vào trong cái ô đang lốc xoáy. Cái ô lốc xoáy đó tuần sau là nó xóa đi cái hiệu ứng á, xong rồi nó hiện con quái ở chỗ đó. Man muốn là nó cứ hiện ở chỗ đó thôi chứ không muốn nó hiện ở chỗ khác, nên man sẽ né cái chỗ lốc xoáy đó ra. Còn nếu bạn nào không đủ ô hoặc như thế nào đó thì cũng có thể vào trong cái ô của lốc xoáy đó cũng được. Tại tool này nó sẽ đánh sát thương phạm vi, trong phạm vi là 5 vòng á, rồi nó xóa đi cái địa hình, rồi thì con nhỏ nó ra đó, nó ra ở chỗ lốc xoáy. Nếu mà bạn đứng ở chỗ khác á, đứng vô chỗ lốc xoáy đó thì nó hiện ra ở chỗ khác thì nó cũng hơi mệt mệt, nhưng mà sợ nó hiện xa, chứ nó hiện gần nhau thì cũng đỡ, sợ nó hiện ở đâu phía xa nhiều khi tí nữa chúng ta chạy nó không có đủ ô. Rồi về heal thì có lẽ là xài con heal Rosixi thì cũng khá là ngon, không có Rosixi thì cũng có thể lấy con khác cũng được, con gì ha Aliena, nói chung là con heal nào cũng được, miễn sao nó giải được deadwood nhiều nhất xíu là ok, là ổn rồi các bạn. Rồi bây giờ thì bắt đầu lúc này thì nó cũng chưa có xài cái skill kia đâu, thì mình sẽ chuyển qua đây lại để chuẩn bị cho skill số 1 thì bình thường là đứng ở đâu cũng được á, không có chết, tới skill thứ 2 mới chết là skill này nó gây ra một cái lớp
gọi là cái lớp một cái debuff tăng 50% sát thương nhận. Khi mà boss nó quýnh skill này cũng bản thân nó tự dính luôn các bạn. Nó tự dính luôn nên mình quýnh nó ở cái tool này khá là ngon. Sát thương nó lên cao lắm. À còn Helena nó làm cái là lên 30% sát thương nhận ạ. Nó làm tới 3 lớp được. Có một lớp đánh thêm cái 2 lớp. Kết thúc hành động tạo thêm lớp nữa. Ok. Nói chung là đam ngon ngon xịn xịn chắc chừng 6 tuần là xong các bạn. Còn team của man đam cũng hơi bị kém quá. Thì Landius nó đánh có ra đam được đâu. Với là con Oliver thì nó đứng gần đồng đội quá, công nó không có tăng được nhiều nên đam nó cũng yếu, chỉ mỗi ra trò. Sáu mấy cả anh. Trong màn này thì man đi được gần như là nhiều là 7 hiệp các bạn. 7 hiệp là xong con boss này rồi. À. Cho đồ cũng khá ngon, khá ok. Các bạn nào mà chưa có đồ có trượng kỳ diệu đánh cái màn này có trượng kỳ diệu. Nhưng mà đi tới màn này mà để lấy cái trượng kỳ diệu chứ mình nghĩ trượng kỳ diệu khá là nhiều luôn á. Mà em chắc cỡ hình như là 60 cây vậy đó. Không biết có rã cây nào không. Ngày xưa như chơi nó cũng hơi ngu lắm. Rã cây búa lời thề chính nghĩa. Từ đó giờ còn đúng còn cây duy nhất. Phần sau này thì mấy cái món đồ mà hiếm hiếm mà anh để lại hết, không có cái nào vả, mặc dù là không có xài luôn cũng để lại. Còn mấy món nào mà không cần thiết á, cứ như là nó ra nhiều á thì mà anh rã, nhưng mà anh cũng chừa lại một cái, lỡ như có lúc nào cần xài á thì ok cũng lấy cái đó ra đập lên được. Giờ boss còn có 10 mấy% máu à. Thì cái tool này cũng gần xong các bạn. Tool sau thì boss sẽ hai con quái nhỏ nó sẽ hiện ra. Nhưng mà man cũng không đập nó làm chi, đập boss là xong rồi. Còn có 13% máu rồi chắc on vô thêm một hit nữa rồi chắc ổn. Rồi, lúc này thì cái lớp giáp của cái lớp mà tích lên trên người con boss cũng khá nhiều rồi. Ok. Còn 10% mà. Còn mình man còn tới mấy con đam nữa, 4 con đam nữa. Ok, Mandra xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn ngày chơi game vui vẻ và cũng như là dễ dàng qua được con boss ma này. Ok, Mandra xin chào và hẹn gặp lại các bạn.